Team bạn đang quá đông, họ đang muốn lấy được một đường lính siêu cấp của chúng tôi các bạn ơi. Cái trụ không còn nhiều máu nữa, sự trấn thủ đến từ đệ tử và Ryuma tại nơi đây là hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả, chỉ có thể ôm trụ mà thôi. Họ vẫn đang tràn vào, loạn trảm được dùng rồi. Ryuma đang bị đánh rất nhiều các bạn ạ. Khỉ ta lao vào trong trụ, đệ tử lao tới, Phoenix hạ gục được khỉ rồi, tiếp tục lao đến, trầm trọng lực, hai thành viên team bạn và ba thành viên team bạn đang phải gục ngã. Manga là đối tượng đầu tiên, Phoenix và tiếp tục là bốn đêm hạ gục rồi, không thể nào tưởng tượng nổi. Qua kêu thuộc về cho đệ tử rồi, còn một hit nữa, đó chính là bạn John vẫn đang bắn, nát rốc lao vào, hất tung được, đệ tử đang tung xả và mega kill. Quá mạnh đi các bạn ạ. Một câu khẳng định chắc nịch, kể từ giờ phút này Yuka sẽ quay trở lại với đấu trường danh vọng, sẽ quay trở lại với những trận đấu xếp hàng của chúng ta. Tôi thực sự xúc động các bạn ạ. Yuka, sức mạnh của anh ta đã quay trở lại thật rồi. Đây không phải là một cái điều viển vông nữa. Năm con vịt đã vào nồi với một món rất quen thuộc của người dân Việt Nam chúng ta, đó chính là món vịt hầm củ cà rốt. Hello, xin chào toàn thể tất cả các cô bác anh chị. Chào mừng tất cả các fan chân chính đã đến với kênh Địa Tử nha. Hôm nay âm thanh của chúng ta nghe từ xa thì nó có vẻ hơi kỳ kỳ đúng không ạ? Bởi vì hôm nay là một cái ngày đám cưới của bạn gái của người yêu cũ lấy một người yêu khác đó, kế bên nhà. Vì vậy chúng ta sẽ nghe đâu đó, nghe nhỏ nhỏ cái tiếng nhạc y đùng của cái buổi tiệc vui này. Đây chắc chắn là một cảm giác rất là đau đúng không ạ? Và khi mà mình nghĩ đến cái chuyện đó là mình cũng cảm thấy rất là đau rồi các bạn ơi. Thôi chuyện đó bỏ sang một bên đi, chúng ta quay trở lại với chủ đề chính ngày hôm nay. Chúng ta sẽ làm về con Yuka. Ok. Dạo này chúng ta cứ thấy một điều đó là đi đâu cũng gặp Yuka, đi đâu cũng gặp hết á, liên tục luôn. Đặc biệt là ở những cái mức rang bạch kim và kim cương, và thậm chí là ở mức rang cao thủ luôn, đi đâu cũng gặp Yuka. Tại vì sao nó lại có cái sự đột biến như vậy? Đơn giản là vì nó được tăng sức mạnh quá nhiều. Ok, Natrok lao vào, đang chém, dính phải chiếc lao cơ khí đang bị làm chóng rất nhiều, chạy thoát bằng cái bồi thẩm đồ của mình. Natrok là anh bạn đệ nhất hay còn gọi là Spurs ở đấy đang sử dụng cái quân bài Natrok này nha. Trong trận đấu này sẽ có sự hợp tác giữa đệ tứ và đệ nhất nha các bạn. Natrok anh ta đang nấp đuổi, anh ta lao vào sử dụng cái quân mình quyết lên ngừng scream, anh ta đang tháo chạy nhưng tiếp tục là một chiếc lao cơ khí khóa chân của đệ tứ và Natrok ngẫm cụ tỏi luôn rồi. Đậu xanh nó. Natrok trong tay của đệ nhất, anh ta muốn outplay nhưng out không nổi và play không được, lên thẳng tạp chí Playboy luôn bà con ơi. Và team bạn đang có được một thế chủ động, họ đang muốn ép thế lấy cái trụ này bà con cô bác ơi. Đệ tử chỉ còn vỏn vẹn 2000 máu mà thôi. Slim bật cho mình lúa cà rốt, chiếc lao cơ khí chuẩn xác rồi, anh ta đang bắn trụ, khỉ ập tới, khỉ tấn công lên người đệ tử, trầm trọng lực và bộc phá, giết được khỉ rồi, đệ tử cũng ngậm luôn. Nhưng đây là sự cố gắng hết sức đáng khen ngợi rồi. Đồng ý là chúng tôi mất đi cái trụ, nhưng rõ ràng đó là một pha 2 đánh 1 và sự cố gắng của đệ tử nó được thể hiện ở việc đã hạ gục anh bạn khỉ trước khi bị nằm xuống. Ok, Natrok cùng với Slim đang solo kill à, chắc chắn là như vậy rồi. Slim bật thuốc cà rốt, nhảy múa tung tăng như bụi cỏ rồi, Natrok cũng lao vào, chém liên tục, nhưng Natrok phải nằm xuống rồi. Đầu xanh nói tôi không hiểu được ngày hôm nay cái phong độ của anh bạn đệ nhất anh ta thi đấu như thế nào, nhưng mọi hôm anh ta chơi Natrok rất là tốt các bạn à. Và ngày hôm nay anh ta có những cái pha lộn các bạn, đệ tử phát hiện trầm trọng lực rồi. Slim nhảy múa tung tăng nhưng làm sao nhảy được em ơi, khi đây là đại sư gấu mèo. Đúng như cái tên của nó đã nói, đại sư gấu mèo, võ thực thượng thừa lắm bạn ơi. Bạn không thể nào chạy thoát được khi mà mình đã phán đoán và biết được cái hướng di chuyển của bạn trong pha vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ luận bàn một xíu về cái sự thay đổi sức mạnh của Yuka nha anh em. Ngày xưa sức mạnh của Yuka là sao? Khi các bạn kích hoạt được nội tại, cái khoảng thời gian tồn tại của võ hồn là 8 giây và các bạn sẽ được tăng tối đa là 20% công vật lý trong khoảng thời gian 8 giây đó. Còn bây giờ, sau khi bạn kích hoạt được nội tại, cái khoảng thời gian này nó sẽ giảm lại là còn 4 giây. Và điều đặc biệt ở đây là cái công vật lý các bạn được tăng tối đa là 32%. Con số 32% là một con số cực kỳ khủng khiếp, team bạn kéo lại quá đông rồi nha. Ok, không sao cả, 32% và tồn tại trong 4 giây. Mình nghĩ rằng 4 giây là cái khoảng thời gian vừa đủ, quá đủ để có thể Yuka càng quét và tiêu diệt được những thành viên của team bạn. Khỉ đã ăn chim, đệ tử đang núp cành chim, và bây giờ khỉ hết chiêu rồi em ơi. Ăn được con chim, nhào lộn đi, gậy như ý, anh ta chạy ra mất tiêu rồi. Anh ta chạy lên phía trước, loạn đà bổng, phi thân kích, hất tung một lần nữa, trầm trọng lực, goodbye baby, vẫn chưa good được. Anh ta lao trong rượu, đệ tử phi thân kích đồ, giết luôn, rất dễ dàng. 4 đêm mà ngục thuộc về chúng ta chỉ có ở khu vực đường kinh công mà thôi.
Nãy giờ tôi chưa có đi hỗ trợ đồng đội gì cả, tôi chỉ đứng trù tại khu vực đường tình công. Nhưng những gì mà đệ tử mang lại cho những người đồng đội là một cái trụ tại khu vực đường trên. Và bây giờ đệ tử sẽ đi hỗ trợ những người đồng đội Slim. Anh ta đang rất tự tin, anh ta đang muốn nhiễm treo những thành viên chúng tôi. Đừng bao giờ được vượt lại nha, anh ta bị làm chóng rồi. Anh ta đang nhảy múa bằng cái lò xo và trăm trọng lực đã chấm dứt điểm hạ gục của anh ta. Quá mạnh, 5 điểm hạ ngục rồi bà con cô bác ơi. Ở phút thứ 8 của trận đấu, một thế trận xanh xao lại tiếp tục diễn ra. Và trò chơi xu đầu vé của chúng ta sẽ chính thức bắt đầu từ đây. Nói một xíu về cái phần lưu ý khi chơi Yuka này nha. Đầu tiên các bạn cần phải chuẩn bị cho mình được một cái bản ngọc chuẩn của con tướng Yuka này. Ngọc của Yuka thì nó cũng đơn giản lắm và đòi hỏi các bạn cần phải có những yếu tố sau. Nhưng bản ngọc nói xem một bên đi, Nát Rốc đang gặp nguy hiểm và Long Kích Long Quyết đến từ Triệu Vân đã hạ ngục được Nát Rốc rồi. Đệ Nhất ơi, ngày hôm nay anh ấy thi đấu với một cái phong độ như thế nào đấy, nó hoàn toàn khác biệt so với những cái gì anh ấy thể hiện ở những cái clip trước rồi. Rất khó chịu. Bản ngọc mình sẽ để ở dưới cái phần mô tả của video này nha các bạn. Đó, nó là như vậy. Cái điều quan trọng không phải là khi mà chúng ta thấy đồng đội đi bị đánh là chúng ta nhảy vào, đó hoàn toàn là sai biệt nha. Slim đang lỡ tường bị làm chóng rồi, đầu xanh nó cái trầm trọng lực đực lớn luôn em à. Đệ tử phán đoán sai rồi, mình cứ nghĩ rằng cái pha trầm trọng lực đó nó có thể xuyên được qua cái vách tường bên kia, ai rè dè nó không có xuyên. Anh em thông cảm nha. Đầu xanh nó Triệu Vân phát hiện Liêm rồi nè, phi đăng kích lao tới nhưng Liêm vẫn còn cái lò xo để nhảy múa đi. Excalibur được dùng nhưng chưa có hiệu ứng gì cả. Rút lui là cái sự lựa chọn đúng đắn của chúng tôi ngay lúc này đây. Khi nãy mình mới thấy anh bạn khỉ ở dưới đây chắc chắn là như vậy rồi, đang solo kill cùng với Nát Rốc. Lượng máu Nát Rốc không còn nhiều, phi đăng kích ám sát được anh ta rồi. Anh ta tan hình và một cái đòn trầm trọng lực đực lớn luôn rồi. Đầu xanh nó nhưng không sao cả, vẫn có khả năng hạ gục được anh ta. Mình cứ nghĩ rằng Nát Rốc sẽ chơi cái bài quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, tức có nghĩa là anh ta sẽ dùng cái thân mình giết cho bằng được anh bạn Nát Rốc. Nhưng không thể nào ngờ rằng anh ta ẩn thân thuật để tháo chạy được lui đó. Vì vậy chúng tôi có được những cái pha trầm trọng lực với lại cái gươm hình quyết đến từ bộ đôi giữa đệ tứ và đệ nhất. Nó trật lất cả, nó không làm được gì cả. Giao tranh xảy ra quá lớn rồi, Then ủi tới bằng cái xung phong nhưng không làm được điều gì hết. Anh ta gục ngã luôn rồi, hai thành viên của chúng tôi đã mất đi. Nát Rốc cũng đành phải xách dép bỏ chạy trong pha thi đấu này đây. Rất khó chịu rồi, một mình anh ta không thể nào cân ba được. Chúng ta cần phải chơi chiến thuật, đó được gọi là trò chơi móc đít rồi bà con ơi. Nhưng không biết rằng đệ tử có móc đít được những thành viên của team bạn hay không. Khi mà họ đang hậu thuẫn và quan sát tầm nhìn cho nhau quá tốt đi, chúng ta không thể nào tấn công được cái hàng sát thương chủ lực của họ, đặc biệt là cái con xạ thủ, cái con Slim đó. Rất khó chịu với quân bài này. Làm thế nào mà chúng ta có thể chọn được một vị trí thích hợp bây giờ đây? Mình đang thăm dò phần rừng của tiền bạn đây. Đậu xanh có anh bạn khỉ, anh ta đang ăn cho mình con chim bự chào má. Khi thấy đệ tứ tới thì anh ta nhảy sang bờ tường bên kia, dùng ngay cái gậy như ý và tặng cho đệ tứ ngay cái con chim bự chào bá này đây. Rất tuyệt vời, một cái phần quà, một cái phần thưởng vô cùng giá trị đến từ anh bạn khỉ khô đã tặng cho đệ tứ. Phức hợp kiếm đã được lên, đây thực sự là một nỗi ám ảnh dành cho những thành viên team bạn. Slim vẫn đang bắn và ba thành viên team mình đã gục ngã hết rồi bà con cô bác ơi. Rất khó khăn, một thế trận lộn các bạn đang được diễn ra. Team bạn đang quá đông, họ đang muốn lấy được một đường lính siêu cấp của chúng tôi các bạn ơi. Cái trụ không còn nhiều máu nữa, sự trấn thủ đến từ đệ tứ và Ryuma tại đây đây là hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả, chỉ có thể ôm trụ mà thôi. Họ vẫn đang tràn vào, loạn trảm được dùng rồi. Ryuma đang bị đánh rất nhiều các bạn ạ. Khỉ anh ta lao vào trong trụ, đệ tứ lao tới, phía đất hạ ngục được khỉ rồi, tiếp tục lao đến trầm trọng lực. Hai thành viên team bạn và ba thành viên team bạn đang phải gục ngã. Manga là đối tượng đầu tiên, phía đất kích và tiếp tục là bốn đêm hạ ngục rồi, không thể nào tưởng tượng nổi. Qua kêu thuộc về cho đệ tử rồi, còn một hit nữa, đó chính là anh bạn John vẫn đang bắn. Nát Rốc lao vào, hất tung được, đệ tử đang tung xả và mega kill. Quá mạnh đi các bạn ạ. Một câu khẳng định chắc nịch, kể từ giờ phút này Yuka sẽ quay trở lại với đấu trường danh vọng, sẽ quay trở lại với những trận đấu xếp hàng của chúng ta. Tôi thực sự xúc động các bạn ạ. Yuka, sức mạnh của anh ta đã quay trở lại thật rồi, đây không phải là một cái điều viển vông nữa. Năm con vịt đã vào nồi với món ăn rất quen thuộc của người dân Việt Nam chúng ta, đó chính là món vịt hầm củ cà rốt. Ngay lúc này đây, làm thế nào team bạn có thể khắc chế được cái quân bài Yuka đây, khi mà đệ tử vừa mới nhận được một cái mega kill. Cái phần trang bị đồ của đệ tử nó gần như là đỉnh điểm rồi. Ryuma đang 1.2, đối tượng của mình đó chính là khỉ. Khỉ lao tới, một gõ nhẹ mà thôi, good spy baby thôi các bạn ạ. Trầm trọng lực luôn, và Ryuma là người có được điểm hạ gục trong pha thi đấu vừa rồi. Đầu danh nó, làm thế nào xạ thủ và pháp sư team bạn có thể sống sót được đây? Chỉ cần một cái pha di chuyển lộn cái bàn thôi, họ sẽ phải trả giá cho cái hành động lộn bàn lộn bờ đó các bạn ạ. Tôi phải nói là như vậy luôn đấy. Chúng ta sẽ nói một xíu về cái combo chuẩn của Yuka nha. Đầu tiên các bạn tiếp cận đối phương bằng cái lần nhảy đầu tiên của lọn đà bổng, đánh thường một phát nếu như đối phương nằm trong phạm vi của lọn đà bổng đầu tiên đó.
Kế tiếp là sử dụng cái chiêu 2 là phi thân kích để ủi trúng càng nhiều đối phương thì càng tốt. Khi đó lượng giáp ảo của bạn nó sẽ được nâng lên rất là nhiều. Cứ sau mỗi lần tung chiêu là các bạn đánh thường một phát nha. Còn chiêu trầm trọng lực, nếu như trong những vai giao tranh tổng là mình chỉ sử dụng tấn công lên những nguồn sát thương chủ lực mà thôi. Đặc biệt là con xạ thủ với lại pháp sư đó, chỉ đập lên hai cái thứ đó thôi. Đó chính là cái quan điểm và cái cách chơi của đệ tứ khi mà sử dụng con Yuka này đây. Và điều quan trọng nữa là các bạn cần phải lựa chọn vị trí. Không phải là cứ thấy đồng đội bị đánh là chúng ta nhảy vào đánh, mà điều quan trọng là chúng ta cần phải lựa góc để có thể tấn công lên xạ thủ team bạn. Triệu Vân nhảy tới với cái long kích, và team của đệ tứ đang rất đông người, như thế nằm chống đến từ Benesin. Khỉ ập tới luôn, sử dụng cái vậy như ý, lượng máu đệ tứ không còn nhiều, rút lui.